Thưa quý vị, ngày 24 tháng 5, sau khi một cư dân sinh sống tại P702 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã tổ chức các chốt trực phong tỏa tạm thời tòa chung cư 17T4, Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Toàn bộ cư dân tòa chung cư 17T4 đã được yêu cầu không rời khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra dịch tễ. Được biết, ca bệnh mới hiện đang công tác tại Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân được xác nhận là F1 của bệnh nhân NMC đã được phát hiện trước đó. Bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung. Đến ngày 24 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông báo kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành công tác truy vết, phòng chống dịch COVID-19, công tác phun khử khuẩn, bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 được tiến hành ngay trong ngày.